thì em Hương mới về thêm một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2010 năm, các bác nhìn này, lên đèn bi salon rồi lại còn độ thêm hai dải đèn nét biển Hà Nội đời 2010 năm số sàn, bản lắp ráp trong nước mà giá chỉ có 310 triệu thôi. Em quay nhanh một chút thôi nhá, lên đèn bi salon rồi, phanh ABS xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 1 2023. Nội thất bên trong quá là xịn xò luôn, nội thất bên trong quá là xịn xò luôn các bác này. Đấy, bác nào mà đang thích về dòng xe sedan hai đầu số sàn mặt cỡ tiền tầm 300 hoặc xíu xíu thôi thì đừng bỏ qua chiếc xe Chevrolet cờ đuôi của em Hương nhé. Cam đùi đầy đủ, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, đến từ nhà Chevrolet. Một chiếc xe cờ đuôi đẹp như thế này đời 2010 năm rất là hiếm khi em mới có nhé. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em 0354602790. Em sẽ tư vấn cho mình về chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2010 năm 310 triệu đồng, còn thương lượng độc lá cho mình nhé. Độ đèn bi đẹp rồi, biển Hà Nội.